Theo báo cáo mới nhất, hiện nay toàn tỉnh Long An có hơn 50% cơ sở y tế đã đạt đủ các điều kiện để tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy. Toàn tỉnh có 95 trên 188 trạm y tế xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện xác định nghiện ma túy, tập trung nhiều nhất ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Huệ. Để tăng cường khả năng đáp ứng việc xác định nghiện ma túy ở các trạm y tế cấp xã, thời gian qua, Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương quan tâm đầu tư ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nguồn lực để thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng thẩm quyền được giao, được quy định tại Nghị định 109. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc địa bàn quản lý.